thử thách 6 ngày 6 đêm giúp đỡ hàng xóm. Mặc dù hàng xóm không muốn mình giúp đỡ nhưng vẫn làm. Get go. Gì vậy? Đây, tôi. Được không? Được, trời ơi, có cái gì? Ba cái này dễ ồm chứ có cái gì đâu. Đó, xong bên đây nè, nhẹ cái nữa. Đó, trời ơi. Quá bất ngờ, thấy không? Đâu phải ai cũng muốn giúp là cũng được đâu, đúng không? Quá bất ngờ, rồi xong. Vô, rồi rửa lại, nha, khỏe. Đi vô nghỉ mệt cái. Ở đây. Tôi nói cho ông nghe nha, ông hãy hết sức bình tĩnh nha, lấy hết sức bình sinh mà nghe tôi nói nha. Ông á, ông vừa đổ đi cái nồi nước lèo mà tôi đã hầm 47-49 tiếng luôn đó. Trời ơi, thôi vậy hả? Ừ. Để hốt lại. Hốt cái gì mà hốt? Hốt đầu ông luôn á chứ hốt. Lúc bưng thấy thơm quá. Trời ơi, chú ơi, chú có really là fix được không vậy? Đóng quá rì, ai làm được? Hôm nay nói tiếng Anh đồ luôn. Trời ơi, chú ghê lắm á con. You can try it. Me no stupid, you okay. Can do it. I can do it. Đồ. Coi. Ông. Anh đừng nói với tôi là anh Ninh nó trong vòng 7-49 giờ. Giờ là lần thứ hai rồi, là gấp đôi rồi. Ông á, mắt mũi miệng có trên mặt để trang trí thôi hả? Chứ không biết nhìn gỡ hả? Bị đặt chân mắng trượt, mắng ơ, đồ trượt trượt vô người ta luôn à. Giờ muốn không? Tôi trượt không. Cái này vô mặt ông luôn à. Chú Minh ơi, không phải lỗi của chú nhà. Ê mày, trượt cái này vô mặt ông không muốn ăn bây giờ, không muốn ăn bây giờ. Xin lỗi. Chú Minh ơi, không sao đâu mà, đừng có cãi nữa. Văng rồi. Hai người á. Xin cái gì lỗi cái gì? Không biết sao mà. Chú Minh, hôm nay chú Minh đẹp quá à. Ui trời. Ôi. Ai mà làm đổ vậy trời. Thôi về cái bàn đi rồi lát tôi quay lại hốt vô. Không có cục đá dội chú là chú dắt rồi đó. Xem té lòi hồng á. Bây giờ bà trả cái dây chuyền cho tôi đi. Cái đó nó có kỷ niệm với tôi lắm. Tôi không có lấy. Bà không lấy thì ai lấy? Nguyên một cái xóm này chỉ có một mình bà lấy thôi. Tôi nói là tôi không có lấy. Không có ai mà lấy cái dây chuyền của tôi đó. Trừ cái con người của bà là cái gì cũng đeo. Ok, con người của tôi là sao? Con người của tôi là sao? Ý bà là sao? Thì cái gì cũng đeo nè. Cái gì của đeo thì sao? Ủa, cái gì của tôi là tôi lấy dây chuyền của bà hả? Rồi hôm bữa chỉ có một mình bà qua phòng tôi mượn cái máy xé tóc thôi. Không có ai vô phòng của tôi nữa hết trơn á. Ê, tôi nhấn mạnh cho bà biết nha, là bạn này, ok, cái level này không có lấy cái gì của bà hết, ok. Nhưng nãy mà giờ có bà lấy thôi. Bây giờ bà không lấy đúng không? Bà không lấy đúng không? Tôi livestream cho bà thấy là bà không lấy. Tôi thích bà luôn á nha. Tôi đang livestream. Ok, TikToker, livestream thử đi, thử. Ê, bà livestream thiệt. Cái gì vậy? Sao dùng điện thoại của tao? Mẹ, cái gì mà dùng điện thoại của tao? Giải điện thoại ra đây. Cơm ăn của tao. Ý của tao là mày nói quá. Tao nói là con Mai nó mất sợi dây chuyền là sợi dây chuyền thôi, không hề nói giá trị của nó. Mà mày hô lên 100 tỷ, mày muốn ăn trộm tới khiên hết cái xóm này đi hay gì hả? Giàu lắm hả? Thì tôi suy luận. Suy luận? Vì coi đi, nếu mà cái sợi dây chuyền á nó không có đáng giá như vậy
thì làm sao mà con Mai nó chửi con Thư thậm tệ. Mà theo tôi á, con Thư nó không bao giờ nó lấy sợi dây chuyền đâu. Ồ ha, mày nói cũng đúng. Nhưng mà nếu như vậy á thì ai lấy? Hỏi tao tao biết hỏi ai chứ. Tao mà biết là tao túm cổ nó rồi. Bởi vậy mới có vụ tao kêu mày qua đây. Nói gì? Chị tính như vậy. Hàng xóm láng giềng với nhau, mình ở chung một khu trọ mà, đúng không? Cái xóm này là xóm hiền hòa thương yêu. Mà bây giờ để nghi kỵ nhau như vậy đâu có tốt đâu con. Con thấy rõ ràng đúng không? Đúng rồi. Bởi vậy mình mới phải đi tìm dây chuyền cho con Mai, để mà hóa giải hiểu lầm giữa con Mai với con Thư. Đi ra đi vô còn đụng mặt nhau mà. Ủa? Rồi tự nhiên hiền ngang xương vậy bà? Dở đi không? Cái con này, mày so cái gì với đó? Con kiến. Trời ơi, đi lẹ. Gì? Dì vô nhà của chú Minh chưa? Mày coi thường gì mày? Nhà chú Minh tao kiếm đầu tiên. Trời, nhà chú Minh chủ nhà mà dì dám kiếm luôn. Chứ sao, mình đã nghi á, mình đã muốn kiếm thì kiếm khắp mọi nơi, hiểu không? Không được bỏ sót chỗ nào. Tao lục tung hết tất cả mọi ngóc ngách, không sót một hạt bụi, hiểu không? Kìa. Nghiệp vụ thiệt là chuyên nghiệp quá đi. Gì mày mà. Đi tiếp. Cái con này. Ê. Gì nữa? Nhà gì dì vô kiếm chưa? Tôi tán. Tán bây giờ hả? Ý của mày tao đặng trộm á hả? Trời đất ơi, tao không nghĩ mày suy nghĩ gì mày như vậy luôn á nha. Tao mà là ăn trộm á, tao dắt mày đi kiếm sợi dây chuyền này, khác nào lại ông tao ở buổi này, đúng không? Không có thằng ăn trộm nào mà như vậy hết á. Lúc nãy á thì nghiệp vụ rất là chuyên nghiệp, còn bây giờ thì thanh minh, hội đủ tất cả các yếu tố của một tên trộm khét tiếng. Tao em rương hết thằng răng ra ngoài đi. Xin lỗi, ai biểu chuyên nghiệp quá làm chi. Đi. Con này. Xong đi. Dì. Dì có vô đây kiếm chưa? Mày nói tao mới để ý. Chỗ này là chỗ đáng nghi nhất. Tại vì hồi xưa ông bà ta nói là ví dụ trong nhà mất đồ gì á thì thường là bị người dưới người ta lấy. Tại vì người ta thiếu thốn á. Tâm linh không đùa được đâu. Rồi bây giờ sao? Sao? Có vô không? Nghỉ xíu đi.